chào chị, em là Nguyên, em ruột của anh Quang. Chắc chị còn nhớ em đúng không? Nhưng mà không biết là giờ này em qua đây có chuyện gì không ha. Mà hôm trước chị đón bé Ken đi gấp quá, cho nên là cũng chưa có cảm ơn em. Nhờ em đón Ken về nhà chơi nó vui lắm á. Dạ không có gì đâu chị, nhà em á quý con nít dữ lắm. Em xin lỗi chị vì đã làm phiền chị khuya như vậy. Em hơi đường đột, nhưng mà tính tình của em nói giờ nó thẳng thắn vậy em quen rồi. Nên là em có chuyện này muốn hỏi chị, mong chị trả lời em nha. Không sao đâu, em cứ hỏi đi. Thí dụ những cái nào mà nó trong phạm vi chị trả lời được á, chị trả lời hết cho. Chị với anh Quang là cái gì của nhau vậy? Tại vì em thấy á, ảnh với chị là thân thiết với nhau. Ảnh còn thường xuyên lui tới để mà rước bé Ken đi chơi nữa. Với lại hồi nãy em đứng ở ngoài, em cũng có nghe bé Ken nói anh Quang muốn nhận làm ba của bé Ken. Chuyện này là sao hả chị? Cái này thì không có gì đâu em. Tại vì anh Quang là sếp của chị á, rồi ảnh cứ hay giao công việc cho chị nhiều quá. Chị thì bận bù đầu lên không có kịp mà lo cho thằng nhỏ. Thì ảnh thấy vậy chắc là ảnh thấy có lỗi gì giao nhiều gì cho chị, cho nên là ảnh giáp với Ken đi chơi giùm thôi chứ không có gì hết. Chị nói thiệt chứ? Chị nói thiệt mà. Chị yên tâm đi, em không có ý gì xấu đâu. Em chỉ muốn biết sự thật thôi à. Cho dù anh ba của em có lựa chọn như thế nào hay có làm gì thì em vẫn rất là tin ảnh. Nên là em mong chị nói sự thật cho em biết nha. Thì đó là sự thật mà. Chứ em nghĩ đi, chị với anh Quang làm sao mà có thể... Có thể chứ. Và còn hơn như vậy nữa, vì chúng ta có chung đứa con là Ken mà. Anh nói vậy là sao? Chuyện là vậy. 5 năm trước anh với chị Hà có sự cố trong khách sạn, vô nhầm phòng. Trong một bữa tiệc ở công ty, từ đó mới có Ken ra đời. Mà chuyện này anh không hề hay biết. Thời gian qua cô vất vả nuôi con một mình, cho nên bây giờ anh muốn bù đắp cho mẹ con cô. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, chị hoàn toàn không bắt gia đình em là phải thừa nhận hay là có bất kỳ một cái động thái gì hết. Chị không cần đâu nha. Với lại chị cũng không có tình cảm gì với anh Quang hết nha. Thật tình là chị biết cái chuyện này nó nghe nó vô lý dữ lắm, nhưng mà nó cũng đã xảy ra rồi. Cái này nó là sự cố. Nhưng mà bé Ken á, đó là món quà rất tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho chị. Từ đó đến giờ hai mẹ con chị sống rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Mình cứ để cái quá khứ nó ngủ yên nha, mình đừng có đào bới nó lại. Nhưng mà nè, coi như chị xin em, chuyện này là chuyện của ba chúng ta thôi. Cứ coi như là chị xin em giúp chị lần này, em giữ kín chuyện này, đừng có cho gia đình em biết nha. Quyên. Dạ. Con sao vậy? Gắp đồ ăn mà rớt lên rớt xuống vậy? Đang ăn uống mà lo ra. Nhơi hoài, cả nhà ăn gần xong rồi đó, chờ con mình con thôi à. Dạ không có gì hết mẹ. Tại vì công ty của con á, mấy bữa rày á đang có mấy cái chuyện PR nên con hơi đau đầu một tí. Không sao đâu. Kệ em đi mẹ. Mẹ ăn xong rồi lên phòng nghỉ đi. Con lại ông chỉ cho em mấy cái chiêu thức trong kinh doanh, vậy là ổn mà. Ừ, vậy thôi, mẹ lên phòng trước đó nha. Dạ. Ủa, ông ăn cơm xong chưa? Rồi. Có lên phòng luôn không? Lên phòng hả? Ừ. Ba. Ba. Ở lại uống nước chơi ba. Ba mới uống nước rồi. Nhưng mà ba, ba lại phụ con chỉ cho em thêm mấy chiêu thức kinh doanh đi ba. Vậy hả? Dạ. Dạ dạ đúng rồi đó ba. Chị hai, hay là chị hai cũng lên phòng nghỉ ngơi luôn đi nha.
thôi đi. Đi lên với mẹ luôn nè. Ông ở đây nha, chỉ dạy tụi nó gì đi. Rồi, mẹ chị hai lên lầu nghỉ ngơi nha. Ờ. Đi đây con. Đi đi đi. Đi nhẹ lên ba. Từ từ. Đi đi ra đấy con, quan trọng lắm. Trời đất ơi, mày kéo tao đi đâu mà như kéo trâu vậy Quyên? Con nói cái này ba phải bình tĩnh nha. Thằng Ken á, nó là cháu nội của ba, là con ruột của anh Quang á. Thằng Ken là cháu nội của ba? Có đúng gì không Quang? Dạ phải. Cái lúc mà con nghe cái tin này á, con cũng hết hồn giống như ba vậy đó. Rồi bây giờ con tính sao Quang? Con cũng biết phải tính sao nữa. Với tính cách của mẹ, mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Cho nên con biết phải làm sao cho đúng. Em nghĩ là khoan hắn nói cho mẹ biết đi. Mẹ khó lắm, không có giống như ba đâu. Thôi được rồi, để chuyện này ba tính cho. Còn chuyện của con Quang á, con với con Hà sao rồi? Cô không có tình cảm với con. Bao nhiêu năm qua cô vất vả nuôi con một mình, con vẫn chưa làm được gì để bù đắp cho hai mẹ con. Con thích con Hà đúng không? Chuyện này thì cô không có tình cảm với con. Mối quan hệ tụi con là chỉ vì bé Ken thôi. Chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được. Hai người yêu nhau, muốn đến với nhau là do duyên nợ duyên số thôi. Theo những gì ba thấy, Hà ít nhiều gì nó cũng có tình cảm với con, nhưng nó ngại, nó chưa dám nói ra. Còn cái chuyện của thằng Ken, ba sẽ nhận như về làm cháu nội, con cứ yên tâm đi. Dạ, con cảm ơn ba. Em biết đó là cái chuyện tình cảm giữa chị với anh ba em không có quyền gì để mà xen vô hết á. Nhưng mà thực sự em rất là mong anh của em hạnh phúc, và chị cũng vậy. Chị biết mà. Cái ông anh ba của em á, tuy là tính tình khó ưa, lúc nào cũng coi mình là nhất hết á, tự tin thì thái quá. Nhưng mà em biết chắc chắn ở trong tình cảm ảnh là người như thế nào. Chị Hà nè, cái chuyện của anh em với chị Ngọc á, nó không phải như báo chí nói đâu. Thực sự anh em với chị Ngọc á không là cái gì hết á, mà người anh yêu á là một người khác. Mà cái người này thì em nghĩ chị biết là ai đúng không? Chị cũng không biết nữa. Thật tình là đối với chị bây giờ mọi thứ nó mơ hồ lắm. Em không có quá nhiều kinh nghiệm trong những cái chuyện tình cảm này. Nhưng mà qua những gì mà anh ba ảnh tâm sự với em á, thì em có thể chắc chắn một điều là tình cảm ảnh dành cho chị á là thật lòng, là nghiêm túc. Chị là người ảnh yêu thương rất nhiều rất nhiều. Chị Hà, em hy vọng là chị đừng có bỏ qua cái tình cảm này nha chị. Nha. Chị biết rồi. Cảm ơn em. Chị, em thèm chị dâu lắm rồi đó. Chị biết không? Em nghĩ á hả, là chỉ có mỗi một mình chị mới có thể trị được cái ông anh ba khó ưa của em. Cái ông anh ba mà tự tin quá đáng, tự tuyến quá đà đó thôi á. Nha, chị dâu. Dạ, con chào chú. Con tới rồi đó hả? Ngồi đi con. Dạ. Chú tự kêu nước cho con đó đó. Uống thử coi, vừa ý không? Dạ. Ngon lắm chú. Chắc con cũng biết lý do. Chú hẹn gặp riêng con chứ gì? Dạ, con cũng đoán được một phần. Thôi bây giờ chú nói thẳng vấn đề luôn. Chú nói chuyện với con với tư cách là một con người từng trải, chứ không phải là ba của thằng Quang hay là ông nội của thằng Ken gì hết. Vậy là chú biết chuyện tình cảm giữa con với thằng Quang, chú không thể can thiệp, cũng không thể ép con phải thích thằng Quang. Nhưng chú biết thằng Quang á, thật lòng là nó thích con. Nếu con có chút tình cảm với nó thì con hãy mở lòng ra. Còn cái chuyện gia đình của chú, con đừng có lo. Gia đình của chú á, không cần môn đăng hậu đối, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau là được. Vợ chú á, bà hay cầu toàn khó tính, nhưng bà rất là thương con. Thấy hai đứa thương nhau thật thì bà cũng sẽ chấp nhận thôi. Dạ,
cảm ơn chú vì đã hiểu cho con. Còn chuyện con và anh Quang á, thì chắc là để con suy nghĩ thêm. Nếu mà con với ảnh đủ duyên, đủ yêu thương thì sẽ đến bên nhau thôi ạ. Còn chuyện của thằng Ken, con để cho thằng Quang nhận là con được không? Chú thấy như vậy á là tốt nhất cho thằng Ken đó. Thằng Ken á, càng ngày nó càng lớn rồi. Cho nó biết ba nó là ai càng sớm càng tốt. Dạ. Chuyện của thằng nhỏ thì nếu mà gia đình chú không ai phản đối á thì cứ làm theo ý chú ạ. Dù sao anh Quang cũng là ba ruột của bé Ken. Chỉ có điều là con sợ cô. Chuyện đó con để chú tính cho. Dù biết khó khăn nhưng mà chú cố gắng thuyết phục vợ chú. Nếu con với thằng Quang đến được với nhau thì thằng Ken có thêm một gia đình hạnh phúc. Vô đây. Coi. Ủa ba, sao ba tới đây? Là kia ngồi đi ba. Được rồi, ba nói cái ba đi về. Chuyện gì vậy ba? Ba nghe nói con đang cần người trợ lý phải không? Ba tìm được người trợ lý rồi, rất là thích hợp với con. Dạ không cần đâu ba. Con khoan nói câu đó. Gặp mặt cái đi, rồi cần hay không con biết. Vô đây con. Được không? Thôi, ba về tới bánh mì nha. Dạ. Chú về nha con. Chào chú. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.